Tôi chỉ xem một đoạn, tôi coi có gì quan trọng không, tôi xem từng đoạn thôi. Thì ở cái đoạn cuối đó, tôi có nghe phát biểu của bạn nào đó, tôi cũng không thấy mặt, cũng không biết đó là ai, nhưng mà bạn này phát biểu rằng nói là cái việc mà Việt Nam Cộng Hòa đấy, nó cái ý thôi, đó là chuyện hàng xóm với nhau, nhà tao có chết thì mình đừng có qua quậy, đừng có bơi móc lên thế này khác. Cho nên là tôi thấy cái quan điểm đó nó sai, bởi vì ý này là nói là cái việc mà chúng tôi đang cố gắng phản đối cái việc dùng cái lễ giỗ của Ngô Đình Diệm để mà kích động thù hận và kiếm đô la của Mỹ, kiếm đô la của đám phản động ở nước ngoài. Do vậy cho nên là vì điều đó mà chúng tôi có những cái phản ứng cụ thể của mình. Chúng tôi thấy nó kích động như thế nên chúng tôi có phản ứng. Thì cái việc phản ứng đó của mọi người dân là cần thiết, bởi nó khơi gợi hận thù, là tạo nguy cơ chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc và mất đoàn kết trong các thế hệ với nhau, mất đoàn kết và thậm chí khơi gợi lại mối thù hận ngày xưa, làm cho giữa cái người đang còn sống của các cái thế hệ nó có thù hận lẫn nhau, và thậm chí đó là khơi gợi cả chiến tranh trong tôn giáo, chiến tranh trong mọi mọi cái nữa. Đây là việc do dòng Chúa Cứu Thế ở Kỳ Đồng, một số người thôi chứ không phải dòng Chúa Cứu Thế làm đâu, là một số người chủ trương ra đó làm, năm nào cũng Đinh Đinh Hữu Thoại, Lê Ngọc Thanh, Paulo Lộc. Đó là những cái tên mà thường xuyên ra đó, như năm nay có cả Nguyễn Duy Tân, mấy năm trước đều có Nguyễn Duy Tân cả. Cho nên là hôm nay sẽ nói về việc đó là một. Thứ hai đó là tôi, do các bạn cũng có phải là hàng xóm với việc với nhà nước Việt Nam ta không? Thưa không, trả lời luôn là không. Bởi vì thứ nhất ấy, là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã khai tử Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 bằng bài tuyên bố đầu hàng của Lê Văn Minh, của Nguyễn Văn Minh, Dương Văn Minh chứ, Dương Văn Minh. Có nghĩa rằng là Cộng sản Việt Nam đã khai tử Việt Nam Cộng Hòa rồi, khai tử vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, mà cái người đứng đầu của chính quyền, ô chính quyền nó nghe ghê quá, người đứng đầu của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa chính là Dương Văn Minh đã đọc bài tuyên bố đầu hàng trên loa phát thanh vào hồi 11 giờ 30 phút. Vậy thì bây giờ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ là hàng xóm, bởi thứ nhất, Việt Nam Cộng Hòa vào thời đệ nhất là đánh thuê cho Mỹ, và vào thời đệ nhị lại tiếp tục đánh thuê cho Mỹ, và thằng nào không chịu đánh thuê thằng đó chết. Ngô Đình Diệm là một ví dụ rõ ràng một điều là ngay từ đầu thì Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ là một thực thể hàng xóm với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa luôn luôn là đánh Mỹ và tay sai ngụy quyền Sài Gòn. Rõ ràng là tất cả những điều đó, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chưa bao giờ công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một chính quyền, và Mỹ cũng chưa bao giờ xem Việt Nam Cộng Hòa là một chính quyền, bởi vì tất cả đều không được trân trọng như một chính quyền. Chưa tổng thống nào của Việt Nam Cộng Hòa bước chân vô Nhà Trắng, và tất cả mọi hoạt động của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đều trên cơ sở của cố vấn Mỹ dưới sự chỉ đạo của tổng thống Mỹ điều hành, và hoạt động sự tồn tại dưới sự hỗ trợ, tài trợ, viện trợ của Quốc hội Mỹ. Quốc hội không viện trợ nữa chết. Nó không có một thực thể sống thực thụ, mà nó chỉ là một sản phẩm ký sinh trên mình của đế quốc, mà đế quốc nó đang xâm lược Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nó là đánh Mỹ xâm lược chứ có bảo đánh Việt Nam Cộng Hòa xâm lược đâu, mà hàng xóm. Cho nên mới nói trong tất cả các thao túng tôi nhìn thấy của tất cả các bạn, từ những người bình thường cho đến cán bộ công nhân viên chức cho đến tất cả mọi người trong thời gian vừa qua, khi nhắc tới cái giỗ, lễ giỗ của việc của cái vị Ngô Đình Diệm này, người ta chưa bao giờ xúc phạm Ngô Đình Diệm. Các bạn để ý nha, chưa bao giờ người ta xúc phạm Ngô Đình Diệm, mà là người ta chỉ chửi cái kẻ lợi dụng Ngô Đình Diệm, lợi dụng cái lễ giỗ này để hoạt động chính trị.
Do vậy cho nên là ở đây không có chuyện phá làng phá xóm ở đây, mà là chúng ta đang chống lại các đối tượng phản động lợi dụng sự kiện để chống phá nhà nước của chúng ta. Bạn nào cho rằng đây là hàng xóm chống phá lẫn nhau là sai lầm, bởi chúng ta đang cố gắng bảo vệ đất nước chúng ta. Mà cái kẻ tổ chức nên cái hoạt động tưởng niệm cho Ngô Đình Diệm này là kẻ đang muốn phá hoại hòa bình của đất nước chúng ta, muốn gây náo loạn an ninh trật tự đất nước chúng ta, thì chúng ta buộc phải chống lại đám đó. Cho nên không có chuyện hàng xóm ở đây. Phải rõ như thế. Chưa bao giờ chúng ta xem Việt Nam Cộng Hòa là hàng xóm, mà chúng ta xem đó là một đám tay sai đánh thuê cho Mỹ. Đấy. Vì cái điều đó cho nên là bạn nào mà có cái tâm tư cho rằng à ví von rằng đây là một cái việc là của làng của hàng xóm. Nhưng xin thưa bạn, nếu thực sự chúng ta đang nói tới vấn đề hàng xóm thì chúng ta cũng nên nói tới vấn đề là chúng ta có quyền can thiệp vào việc của hàng xóm hay không? Xin thưa là có. Nếu hàng xóm xâm hại vào lợi ích của cộng đồng. Chúng ta thấy là nếu như hàng xóm ăn ở mất vệ sinh, làm hôi thối cả khu phố, làm ảnh hưởng tới nhà kế bên, thì nhà kế bên có quyền qua đó góp ý phê bình, đánh giá, thậm chí chửi luôn, đuổi mày khỏi khu phố nếu khu phố họp lại quyết định thấy mày không sửa được nữa quy ước dân cư, quy định mày không đảm bảo các yêu cầu này, đuổi mày ra khỏi khu phố, được không? Đó. Nếu là hàng xóm xử lý như thế. Thế thì bây giờ các bạn coi, chúng ta chưa bao giờ nói Ngô Đình Diệm ác như thế nào, độc như thế nào, tàn nhẫn với dân như thế nào, giết hại đồng bào ra sao, chúng ta chưa nói. Mọi người chỉ phản đối những cái hành vi đối tượng lợi dụng để mà làm tiền hải ngoại, kiếm tiền từ hải ngoại mà thôi. Chứ không phải đây là cái việc của những người hàng xóm với nhau. Bây giờ anh cứ tối ngày anh bơi rác lên, anh bơi rác lên, anh hửi nó thúi, làm người xung quanh khó chịu, thì người xung quanh phải chửi anh, phải phản đối anh chứ. Cho nên ở đây tôi mới nói với các bạn, à bạn Trần Thị Mỹ phải không, nghe nói bạn cũng cùng ruột cho nên bạn đừng chửi tôi, bạn cũng nằm trong đó rồi. Ở đây tôi nói vấn đề là chúng ta nên hiểu những cái vấn đề liên quan tới Ngô Đình Diệm đấy, thì chúng ta nên bớt lại, bởi vì nghĩa tử là nghĩa tận. Người Việt Nam ta, cái văn hóa Việt Nam ta nó Diệm nó bị tha lắm, chúng ta chưa có thù hằn ai lâu. Ví dụ như là đối với Pháp, đối với Mỹ, tới giờ ta vẫn bắt tay làm ăn. Người Pháp ta cũng không thù, người Mỹ ta cũng không thù, mà thậm chí á, là ta còn có cái mối quan hệ làm ăn ngoại giao và bao nhiêu cái đối với họ. Chúng ta còn có sự giao lưu văn hóa, chúng ta còn có sự phối hợp với họ về cả kinh tế, quân sự, quốc phòng, bao nhiêu thứ nữa. Như vậy là chúng ta thấy rằng ngày xưa chúng ta là thù, nhưng bây giờ chúng ta là bạn, gác lại quá khứ để hướng tới tương lai. Nhưng chúng ta phải khẳng định rằng đó là một cái hố mà chúng ta đã bước qua, và chúng ta khẳng định là cái hố đó đâu vẫn còn ở đó. Chúng ta chỉ bước qua cái hố đó, nhưng chúng ta phải nhớ rằng có cái hố, chứ không thể nào chúng ta quên được cái quá khứ của chúng ta. Đó chính là cái điều mà người Việt Nam chúng ta giáo dục lẫn nhau. Phải nhớ tất cả những bài học về chiến tranh, nhớ tất cả những bài học về nhân nghĩa, về nhân đạo, về chiến tranh, về tất cả những cái mà người ta đã tạo ra cho mình. Mình nhớ, mình không có lòng thù, nhưng mình phải có lòng đề phòng. Chính vì điều đó cho nên chúng ta có bao giờ chúng ta tin tưởng người Trung Quốc đâu. Dù rằng ta vẫn chơi với nó, vẫn cố gắng ở với nó, sống kế bên nó, là sống chung với lũ, biết thế, nhưng chúng ta vẫn cố gắng sống sao để chúng ta không bị nó nuốt chửng đấy. Chứ không lẽ bây giờ ngồi đứng nó ở kế bên mình không dời đi được chỗ khác, tối ngày chống nó hoài, chống và làm sao làm ăn, làm sao sống. Cho nên bạn nào bảo là bây giờ là tôi cần thiết đi ra đảo biển đảo dưới đảo đó, bạn đi ra đi rồi hãy kêu tôi. Ngay cả các bạn còn ngồi trên mạng đây, cào phím đây, đừng bao giờ kêu người khác làm. Ở đây tôi đang ở mức độ của mình, bằng cách đóng góp cụ thể, mình đóng góp là cái gì, làm được cái gì, nói được cái gì, chỉ ra cái sai của chính quyền, chỉ ra cái sai của từng người trong xã hội. Đó là cái việc mà tôi và các bạn cùng đang làm với nhau. Còn vì các bạn cứ thấy người ta nói đúng ngay tim đen mình giật mình quá, nói thôi ra biển đảo đi. Thưa các bạn, nếu có chiến tranh giữ biển đảo tôi tình nguyện, còn các bạn thì sao? Hãy coi lại bản thân mình có làm chưa rồi hãy nói người khác. Đó là cái việc nói về hàng xóm. Chúng ta cũng nên là không nên nói về Ngô Đình Diệm quá nhiều, bởi vì ông ta tội lỗi như thế nhưng đã chết rồi, nghĩa tử là nghĩa tận. Chúng ta cũng không nên nói về những cái việc của ông ta. Tuy nhiên chúng ta đánh giá và phê bình tất cả những hành vi lợi dụng cái chết của ông ta để làm nên cái việc lợi dụng để kiếm tiền, để hoạt động chính trị, để lợi dụng để chống phá nhà nước Việt Nam, làm
ảnh hưởng tới cái nền hòa bình cũng như là cái việc phát triển của Việt Nam với quan hệ ngoại giao với các nước. Đó chính là cái mà tôi cho rằng là các bạn ở góc độ nào đó nên hiểu, và đừng bao giờ đem cái việc của Ngô Đình Diệm lên để bêu ríu, bởi vì người đã chết rồi, chúng ta xúc phạm người chết là không hay. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai đó, là tôi nói với các bạn, những cái bạn mà có